Nông dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cái bài viết với cái tựa đề là chân dung kẻ tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, Đặng Bích Phượng. Đặng Bích Phượng này là ai? Đặng Bích Phượng sinh năm mùng 5 tháng 5 năm 1960, hộ khẩu thường trú 218 219 chung cư C1 phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, hiện đang tạm trú tại khu đô thị 05/03 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sử dụng cái địa chỉ Easy Facebook ạ. https://www.facebook.com/phượng-đặng-bích. Đó là cái địa chỉ Facebook của Đặng Bích Phượng. Bích Phượng được sinh ra trong một cái gia đình rất là căn bản. Bố Phượng á, là một người tham gia cách mạng từ rất là sớm. Cụ Đặng Hạ là một trong cán bộ lão thành cách mạng, tận tâm tận lực đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ xây dựng đất nước. Ông đã từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải. Anh trai của Phượng á, nguyên là Đại tá Công an Nhân dân, đã nghỉ hưu nhá. Phượng á, được trưởng thành trong một cái môi trường cách mạng như thế, nhưng Phượng dường như không học hỏi được cái điều gì tốt đẹp, điều gì hay cả. Phượng á, từng là một cái công nhân được làm tại công ty khảo sát thiết kế, cục quản lý đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải, rồi chuyển sang các đơn vị xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị giao thông vận tải, một của Bộ Giao thông Vận tải ấy. Theo lời anh trai Phượng kể rằng á, với cái tính cách khi chua ngoa nành nọc tự cao tự đại của Phượng ấy, nên Phượng đã bị tẩy chay xa lánh, dẫn đến cái trạng thái cô độc, không bạn bè đấy, chẳng những có người yêu mà còn rất là linh ta linh tinh. Còn với bản thân Phượng ấy, lại cho rằng mình làm việc với toàn một lũ ngu nhá. Đấy, Phượng chắc khôn quá nên mới tham gia vào cái nhóm đầu u của Nguyễn Quang A này này. Cái like sau Dương Vi sẽ nói về tên Nguyễn Quang A này cho mọi người hiểu cái bản chất của Nguyễn Quang A mà Phượng tham gia vào cái tổ chức Nguyễn Quang A, tổ chức đầu u này để làm gì. Cho đến năm 2011 ấy, Phượng lúc đó có mới 51 tuổi rồi, nhưng mà xin nghỉ hưu sớm đấy, nghỉ hưu non đấy. Sau khi nghỉ hưu non á, Phượng đã tình cờ tham gia hoạt động biểu tình chống Trung Quốc, mà cái giàn khoan Hải Dương 981 mọi người nhớ là vào mùa hè năm 2014, với cái thói tọc mạch hợp hình tự cao tự đại của Phượng đã được một số đối tượng phản động nó lợi dụng đánh bóng tên tuổi đấy lên thành ngọn cờ, cái loa của đoàn biểu tình. Ê, báo chí là cái lá cải đã chụp choẹt và vé vời Đặng Bích Phượng này này với cùng Bụi Thị Minh Hằng á, là những bà hùng thời nay. Mà cái Đặng Bích Phượng này tham gia vào cái tổ chức nô u của Nguyễn Quang A này này từ giai đoạn 2012 nhé. Cái tổ chức nô u này hồi đó là Nguyễn Quang A, Nguyễn Thúy Hạnh nó cầm đầu, hoạt động soạn thảo, đăng tải, chia sẻ những cái bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, kích động biểu tình, gây hoài nghi, chia rẽ giữa đảng với nhân dân, xúc phạm bôi nhọ danh dự cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích cá nhân và tổ chức đấy, tuyên truyền chống chính quyền nhân dân, hoạt động á, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đó là cái tổ chức nô u của Nguyễn Quang A này. Trong khi mà các đàn anh đàn chị ấy gật gù cái cơ hội cho cái Phượng này đứng lên để ứng cử là ngọn cờ đầu ấy, ngay lập tức Phượng nó không ngần ngại gì ngay đấy, đứng ra tự ứng cử vào đại biểu quốc hội đấy. Tuy nhiên nên nhớ rằng ấy, bất kỳ người nào ấy, khi tham gia ứng cử vào
Hội đồng Nhân dân hay đại biểu Quốc hội, mà đặc biệt là đại biểu Quốc hội, cũng phải được sàng lọc qua thực tiễn, qua công tác, qua kiểm nghiệm. Đấy, xem có làm được gì cho nhân dân, cho đất nước hay chưa. Cái thành tích của mình là như thế nào, hay là thành tích bất hảo như Phượng. Đó là một cái vấn đề. Tuy nhiên á, cái Bích Phượng này chưa làm gì được, chỉ có tham gia cái việc mà cùng với cái đám nô u biểu tình năm 2014 ấy, là có mặt bà ấy khắp nơi. Cho nên á, sau cái đợt mà Nguyễn Quang A cũng đòi ra ứng cử vào hội đồng, vào Quốc hội ấy, là đại biểu Quốc hội ấy, cũng bị thất bại. Mà Đặng Bích Phượng này cũng bị thất bại. Thất bại ngay từ cái vòng gửi xe. Tại hội nghị hiệp thương ấy, lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú sắp tới dành cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, quần chúng nhân dân đã giúp Bích Phượng hiểu được cái giá trị con người, biết đích thực mình thực sự là ai và mình ngồi ở vị trí nào. Và người ta đã lật gió cái thủ đoạn xấu xa của Phượng. Chính vì vậy ấy, Phượng đã thất bại cùng với Nguyễn Quang A đợt đó. Gần đây ấy, Đặng Bích Phượng soạn thảo chia sẻ những cái bài viết xúc phạm các chiến sĩ đã hy sinh tại Đồng Tâm, đồng thời ấy, tuyên truyền xuyên tạc, góp tiền tài trợ cho Lê Đình Kình thực hiện các hành vi khủng bố, ví dụ góp tiền để mua xăng này, mua lựu đạn này, đấy, mua pháo này, mua dao phóng này, vân vân. Qua cái sự đóng góp của Phượng ấy, cùng với cái nhóm của Nguyễn Quang A này đã vô tình sát hại ba chiến sĩ cảnh sát tại xã Đồng Tâm. Còn thông qua Nguyễn Quang A này, Đặng Bích Phượng hỗ trợ tài chính cho tổ chức Nô Ô hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân. Gần đây nhất, đối tượng Đặng Bích Phượng đã đăng tải hình ảnh của cán bộ công an xuyên tạc rằng người bắn chết Lê Đình Kình nhằm cố ý uy hiếp sinh mạng chính cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Mà cái điều đó là điều tối kỵ. Đặng Bích Phượng này đã làm tiết lộ thông tin bí mật của lực lượng công an là một. Thứ hai là uy hiếp đến tính mạng của người tham gia trong cái vụ án tại xã Đồng Tâm. Cái thứ ba ấy, còn gây ảnh hưởng đến uy tín của cả tổ chức cán bộ công an tham gia vào trong cái vụ án ở Đồng Tâm. Cụ thể ở đây này, Đặng Bích Phượng đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân nói rằng cái đồng chí thượng tá Đặng Việt Quảng này đã giết cụ Lê Đình Kình. Trong cái thật tớt ấy, Đặng Bích Phượng nói rằng mọi người hãy đợi thông tin của Phượng, không biết là có ý gì. Việc làm và hành vi của Đặng Bích Phượng là vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam, thách thức quần chúng nhân dân xem thường kỷ cương phép nước. Đấy. Nên tôi ấy, với nhiều người ấy, cũng tha thiết đề nghị cơ quan an ninh điều tra xử lý những trang Facebook cá nhân nào đăng tải hình ảnh hay thông tin xuyên tạc bịa đặt về cái đồng chí mà Đặng Bích Phượng đã đăng trên trang Facebook cá nhân đó. Đó là cá nhân đồng chí Đặng Việt Quảng. Không những riêng gì thì đồng chí ấy, ảnh hưởng đồng chí ấy, mà cả người nhà của đồng chí ấy. Cho nên đó, tôi một lần nữa tha thiết đề nghị cơ quan an ninh thành phố Hà Nội xử lý Đặng Bích Phượng, điều tra xử lý theo cái quy định của pháp luật, đặc biệt là luật an ninh mạng này, và những cái gì mà liên quan đến an ninh quốc gia cần xử lý nghiêm khắc, bởi vì chứng cứ mọi thứ đều có hết rồi. Qua đây tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều rằng những kẻ nào tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng, chống phá nhà nước, chống phá chính quyền nhân dân là những hành vi cực kỳ nguy hiểm, nên đề nghị cộng đồng mạng cùng với lực lượng cơ quan an ninh hãy tham gia vào tố giác, đấu tranh, loại bỏ những thành phần này, thậm chí xử thật nặng
theo quy định của pháp luật hiện hành để cho xã hội và môi trường mạng nó trong sạch hơn.